YouTube bác sĩ Cây Nho Ninh Thuận xin chào tất cả các anh chị. Thì hôm nay em tiếp tục đứng tại vườn nho Hạ Đen không hạt. Và hiện tại là vườn nho em đã được 35 ngày tuổi. Và hôm nay thì em với ba em sẽ bắt đầu quy trình xử lý đậu quả cho vườn nho Hạ Đen không hạt tại farm em đó. Thì cách đây 3 ngày thì em với ba em đã hướng dẫn cái cách kéo giãn xử lý quả, xử lý chùm nho lòng một bằng gỡ ba rồi. Thì hôm nay thì farm em tiếp tục xử lý lần hai đối với những chùm ho đã đủ điều kiện xử lý đậu quả. Thì nào, mời các anh chị hãy gặp ba của em nhé, để ba của em chia sẻ về đề tài này. Thì chắc chắn thì rất là nhiều anh chị đang trồng nho hay đang rất cực kỳ quan tâm, đang chờ đợi và theo dõi farm em. Thì hôm nay thì những bông nho nó đã trổ nhị điều. Thì bắt đầu hôm nay em sẽ quay chính thức cho các anh chị cùng xem nhé. Nào mời các anh chị hãy gặp ba của em nhé. Dạ con chào ba. Dạ con. Dạ. Thì hôm nay vườn nho nhà mình đã được 35 ngày tuổi. Thì đã có một số bông đã có hiện tượng trổ nhị điều. Và farm mình đang bắt đầu là xử lý đậu quả. Vậy việc xử lý đậu quả thì cần những loại thuốc gì và xử lý như thế nào cho đúng cách, thì ba có thể chia sẻ cho các anh chị cùng biết được không ba? Thì trước hết cũng xin chào các bạn và các anh chị. Dạ. Thì hôm nay là nho Hạ Đen. Dạ. Tôi là đợt này là đúng 35 ngày tuổi. Dạ. Đó. Thì hôm nay là có một số nó trổ nhị hết. Yeah. Nó rớt nhị hết. Yeah. Rồi tôi bắt đầu xử lý thuốc. Yeah. Đó. Nhúng cho nó đậu quả. Yeah. Đó. Farm tôi là bữa nay là bắt đầu pha thuốc. Yeah. Đó. Để nhúng. Yeah. Đó. Thì xin cũng chỉ hướng dẫn qua cho các bạn là đó. Yeah. Như cái số này là nó mình như chẳng hạn mùa nóng á, nói cho các bạn chú ý. Yeah. Mùa nóng á thì mình nhúng cái bông nó khác. Yeah. Đó, còn mùa lạnh này là mình không có sợ rụng. Yeah. Đó, mình chờ nó trổ hết, nó rớt nhị hết. Đó, nó rớt hết vậy nè. Đó. Yeah. Nó yeah, tượng cái hạt luôn. Các anh chị xem. Đó, nó tượng cái hạt luôn, là mình xử lý thuốc vô là nó mới hiệu quả. Chỗ từ đầu đến đuôi luôn không ba ha? Là chỗ 100% luôn á. À, cái lần có mà như những cái bông này là chưa được nhúng. Dạ đây, cái này là nó mới trổ thôi. Nó chưa hết chứ đuôi. Nó chưa hết chứ đuôi. Dưới... À, ừ. Là các bạn chú ý cho đó. Dạ. Nếu mà mình nhúng sớm như thế này thì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng gì hả ba? Đây nè, như những bông này, bông này mới bắt đầu trổ này. Thì theo kinh nghiệm của mình đã được 2-3 vụ rồi á, thì những chùm nho này khi mình xử lý sớm quá thì sau này thì nó sẽ như thế nào? Thì chia sẻ các bạn là nếu mà mình nhúng sớm cái bông này mà nó trổ chưa hết. Dạ. Thì nó làm cho đậu nhiều. Dạ. Đó, nó đậu rất nhiều. Dạ, đậu dày hiểu không? Nó dày. Dạ. Là mình tốn công nặng tỉa. Dạ. Đó, mình nặng tỉa. Đó, là nó bị vậy. Dạ. Đó, nếu mà mình nhúng sớm thì nó đậu rất dày. Dạ, đậu rất dày. Và đó, đôi lúc là cái những cái cuống nho này nó sẽ bị rút lại và đúng, cái trái nó sẽ bị chai và nó sẽ không bự ba. Đúng. Nó không nếu có mà được đẹp. Mình nhúng sớm là cái cuống nó nu ra nữa. Dạ. Đó, mà nó đậu dày là mình nặng tỉ lắm. Dạ. Đó, mình phải chờ nó rớt hết gì. Dạ, trổ đều luôn ba ha. Trổ đều. Đây, đây là những chùm bông đây nó trổ đều hết nè hả ba. Hết. Là đó thì mình mới bắt đầu nó tưởng cái hạt á. Dạ. Rồi mình mới xử lý thuốc. Dạ. Xử lý thuốc là nó làm gì là mình vuốt là có hiện tượng nó rụng bớt. Dạ. Cho nó rụng bớt. Đó, rồi mình nhúng thuốc vô là nó đậu vô. Dạ. Là đảm mà bảo cái cuốn nó không có nu. Dạ. Nó bình thường là nó cũng nó đẹp, mình thấy nó dễ coi. Dạ. Đó, nó đẹp cái chùm nho. Dạ. Đó. Đó là hướng dẫn các bạn vậy. Dạ. Đó. Đó. Vậy thì kỹ thuật pha thuốc như thế nào thì ba chia sẻ cho các anh chị cùng biết được không ba? Tại vì bởi vì các anh chị đang theo dõi kênh mình đó là cũng đang rất là chờ đợi về cái quy trình chuẩn của farm mình và cũng như là cái quy trình mà xử lý đậu quả. Tại thường á
là trên 70% là các anh em mà đang trồng nha hạ đen á thì vẫn chưa có cái công thức chuẩn để xử lý, nên cảm thấy rất là lo lắng đó. Nên là hôm nay thì hai ba con mình chia sẻ cực kỳ kỹ luôn để cho các anh chị cùng biết, và ví dụ như các anh chị nào mà đã trồng nho rồi thì có thể xem video mình thì đảm bảo là xử lý nho hạ đen đậu quả một cách dễ dàng đó, theo đúng cái công thức của mình chỉ là đúng thôi ba không? Thì bây giờ cũng là chia sẻ các bạn á, nếu mà ai có anh chị nào mà có nho hạ đen đen trổ như tôi thì cũng xem để là tôi cách thức là pha thuốc đó, là hướng dẫn cho các bạn rõ luôn để nhúng đó, để nhúng theo tôi đó, cho nó hiệu quả đó. Bây giờ mời các bạn là theo tôi để cách pha thuốc để nhúng đó. Bây giờ mời các bạn và mình cùng theo dõi ba của em đến cái khu pha chế thuốc của Phan em nhé. Bây giờ trước hết là đây xin, quay qua đây cho rõ đây. Xin giới thiệu cho các bạn anh chị là hai gói thuốc. Đó, đây là một gói thuốc là làm lớn trái. Đậu quả này. Đó, thuốc đậu quả nông trại của Hồng Yến chúng tôi. Đó, đây, thuốc đậu quả. Đó, giới thiệu các bạn là thuốc đậu quả là nó cũng hoạt chất công thức y như nước ngoài thôi. Đó là farm tôi đã tìm ra. Đã tìm hiểu. Đó, các nước bạn. Đó, cũng công thức nó như nước ngoài. Nhưng mà hiện giờ là Việt Nam mình đã có thuốc này rồi. Đó, cho nên các bạn là yên tâm. Cần là có thôi, chứ không có lo lắng gì mà nói là chờ nho mà đậu nó sổ dậy hết mà không có thuốc là các bạn đừng có lo. Rồi bữa nay đã có rồi. Vậy thì cái gói này là mình đã cân và đo chuẩn rồi ba không? Vậy là cái gói này mình pha như thế nào? Tỷ lệ như thế nào ba? Bây giờ là các bạn cùng theo tôi phải là pha luôn. Bây giờ là một gói này là 4 lít nước. Một gói này là 4 lít nước. Là các bạn là đây. Xin lưu ý là nước giếng trong. Hoặc nước máy cũng được. Có đừng có nước mương, nước bùn độc nha. Nước mương, nước bùn thì sợ nó nó bị ô nhiễm, nó ảnh hưởng đến bông, nấm bông rồi. Đây là 1 ca 2 lít. 2 ca là 4 lít. 4 lít nước. Bây giờ là còn hôm nay là mình sẽ pha chung hai lối luôn, hai loại này hả ba ha? Chung hai loại, hai loại luôn. Đây là GA3. GA3 thì cách đây 3 ngày thì hai ba con mình đã nhúng giãn bông rồi. Đó. Là bây giờ là hai thứ này là trộn vô. Trộn vô. Đây là tôi bỏ cái viên GA3 vô trước. Đó. Và liều lượng thì sẽ như thế nào hả ba? Các bạn chú ý nha. Dạ. Đó. Đây là 4 lít nước là nửa viên thôi. Đó, nửa viên. Mà lấy kéo này, kéo cắt theo cái đường rãnh cho đó, nó dễ. Là đây, các anh chị xem thực tế luôn nha. Đó. Rồi ông ba mài luôn, mài cho nó bằng cái đó. Mài hết luôn. Đây. Đó là chính xác nửa viên. Nửa viên là 4 lít nước. Đó. Nửa viên là 4 lít nước. Chính xác các bạn. Các anh chị chú ý là phải đúng nồng độ nha. Phải đo cho nó nửa viên. Đó. Rồi, nửa viên này là bỏ vô. Rồi, đây. Đó, bỏ vô 4 lít nước. 4 lít nước rồi. Đó. Thì theo công thức chuẩn á thì nồng độ giai đoạn mà nhúng đậu quả thì đối với GA3 là 25 ppm nha các anh chị. Đó. Đây, 25 ppm thì cái gói này là em pha là đúng theo tỷ lệ của nó là một viên là 8 lít nước đó. Thì còn này là nửa viên thì 4 lít. Bây giờ đó. Các bạn là phải chờ cái viên này nó sủi ra hết. Đó, sủi ra hết rồi các bạn mới trộn cái gói đậu quả này vô. Đó. Chờ cho nó sủi ra hết. Đó. Và lấy cái đây là dạng viên nén sủi đó. Nên để các anh chờ các bạn quậy thêm. Cho nó ra cho hết. Nó ra đều.
rồi xong mình bỏ cái hồi chất đậu quả vào và họ tan đều thì bắt đầu mình xử lý rồi. Thì cái nguyên liệu bây giờ thì đã có sẵn tại Việt Nam mình rồi, với còn nước thì cũng rất là đơn giản, mình chỉ cần sử dụng là nước sinh hoạt ở nhà mình thôi đó, quan trọng là sạch sẽ trong là được, thì đảm bảo là vườn nho Hà Đen của mình sẽ phát triển tốt. Vậy là con thấy là cái chi phí đầu tư cũng không có nhiều ba, vì xử lý bông hay là bằng gỡ ba bằng đậu quả thì một viên gỡ ba này hiện tại thì giá chỉ gần từ 10 đến 25 ngàn một viên thôi đó, mà mình cả xử lý cũng gần cả 500 mét vuông, thì tính ra là cái chi phí nó rất là tiết kiệm thôi ba ha. Đúng là thuốc GABA này là cũng không có mắc gì. Dạ. Nó sử dụng là cũng rất rẻ. Dạ. Đó là các bạn chú ý là chờ nó ra hết là mới trộn cái này vô. Dạ. Đó cho nó sủi ra cho hết. Dạ. Đó. Các bạn chú ý là bỏ, nếu mà chung thì bỏ riêng bỏ GABA trước nha. Dạ. Rồi cho nó hòa tan ra. Đó. Nó tan. Thì tan các anh chị chú ý thêm á, trong thời gian chờ đợi á thì GABA là mình chỉ còn xử lý nhúng quả thôi nha, chứ đừng có phun cành. Phun cành là nó sẽ bị ré mục này và nó sẽ ảnh hưởng đến dàn cành sau này, nó rất là nguy hiểm đó. Thường thì các nước tiên tiến như Nhật, Hàn Quốc thì cũng dù công nghệ rất là tiên tiến nhưng mà vẫn sử dụng là phương pháp mà nhúng thôi đó, nên là mình khi mà sử dụng gì á thì có thể là hỏi em, hỏi farm em để farm em có thể chia sẻ thêm và để hướng dẫn cho mình đúng cách nha, chứ mình tự ý mà mình sử dụng thì nó ảnh hưởng đến một vườn nho của mình sau này nữa đó, nên các anh chị chú ý. Đi sủi đang bắt đầu tan nè. Vậy là hôm nay là cái quy trình mà xử lý đậu quả là mình sẽ kết hợp hai loại hả ba ha? Đúng. Dạ. Kết hợp hai loại là trồng vô. Dạ. Là nó mới hiệu quả. Dạ. Hiệu quả cao. Dạ. Chứ mình sử dụng một loại này. Dạ. Thì cái trái là nó không bằng mình trộn GABA vô. Dạ. Là nó nhanh lớn hơn. Dạ. Mình đây, có GABA vô nó nhanh lớn hơn. Dạ. Thì trong thời gian mà chờ tan á thì ba có thể chia sẻ, tại phường mình là cũng đã thí nghiệm nhúng hai cách rồi nè, thì ba chia sẻ thêm về hai cách và cái cách nào thì nó sẽ cho hiệu quả tối ưu hơn. Thì bây giờ xin chỉ cho các bạn luôn. Dạ. Là máy luôn. Dạ. Đó. Đây. Là, đây là cái máy hầm này là tôi nhúng xử lý thuốc là không có GABA. Là xử lý đậu quả đó. Không nè ba. Xử lý đậu quả. Và hai mùa trước thì phải cũng xử lý đậu quả nha các anh chị. Nên là lúc trước mà em có hướng dẫn các anh chị á, là cũng là chỉ riêng xử lý đậu quả thôi đó, nhưng mà thì trong quá trình mà xử lý á, thì cái trái nó vẫn phát triển vẫn tốt, vẫn đạt yêu cầu đúng không ba? Đúng đó, nó đây nè, nó rất là đều đẹp nha các anh chị, nó cũng phát triển bình thường. Ừ. Đó. Nó bình thường đây thôi. Nó rất là đẹp đó, bởi vì một quy trình nho là mình có thể nâng cấp rất là nhiều lần đó. Và hiện tại thì farm em cũng tìm hiểu từ cái nước bạn á, thì bây giờ có thêm một cái công thức hoàn hảo hơn, đó là cộng GA3 đó. Thì đây là những chùm nho mà farm em xử lý đậu quả mà và từ 2 đến 3 vụ trước thì farm em cũng xử lý thôi đó. Đây, và cái mà còn những hầm nào mà mình xử lý kết hợp với GA3 hả ba? Mời các bạn anh chị theo tôi. Đó. Năng suất rất là cao nhé. Do là quá trình thử nghiệm nên là farm em chỉ trong hầm 6 hầm em chỉ thử nghiệm là 2 hầm mà em xử lý kết hợp GA3 với đậu quả. Và đây, đây là những hầm đây này. Đây là farm tôi đã thử nghiệm. Dạ. Đó. Đó. Đây là cái hầm này. Dạ. Hai hầm, pha, hai hầm trên. Đó, pha đậu quả dưới GA3. GA3. Theo công thức mà mới đây ba đã chia sẻ hả ba? Đúng. Đó. Theo cái công thức là tôi đang chia sẻ các bạn. Dạ. Đó, đây là các bạn nhìn là có GA3. Dạ. Nó lớn trái hơn. Dạ. Nó lớn trái hơn là không có GA3. Dạ. Đó, thì xin là chia sẻ các bạn chú ý. Đây, các anh chị xem này, cái cuống với cái trái này nó rất là to nha. Nó lớn hơn. Nho mới đâu có được cái này thì tầm khoảng gần 1 tháng 20 ngày thôi, mà cái lượng cái kết thúc quả đến đây thì em thấy cảm thấy là rất là đạt yêu cầu rồi. Đó. Các anh chị thấy nó thương vậy thôi nha, nhưng mà em đang
chăm sóc và bón phân cho nó hợp lý để cho cái quả nho này nó có thể nở ra được cái thước tối đa đó, thì lúc đó thì cái chùm nho nó sẽ khít lại đó. Đó đây nè các anh chị xem nhé, do đây là mới là thí nghiệm nên là farm em mới xử lý hai hầm thôi và thấy được kết quả cực kỳ hiệu quả nên cũng rất là mong muốn là rất là nhanh chóng là sẽ chia sẻ cho các anh chị liền để cho các anh chị biết một công thức chuẩn nhất đó. Đây các anh chị thấy không, một cành hai chùm và cái quả nó rất là to đó, đó nhìn rất là đẹp đó, đó các anh chị cùng xem nha. Đó thì vậy là hôm nay thì cái nho của mình là sẽ xử lý hoàn toàn bằng GA3 cộng với đậu quả luôn ba ha. Đúng, bởi vì nó hiệu quả hơn đậu quả không, nếu mà farm tôi thử nghiệm á dạ. là có GA3 vô chung dạ, là đây các anh chị thấy không, cuốn hay là cái quả nó rất là to này, nó lớn hơn, lớn hơn, nó lớn hơn là không có GA3 đó. Đây các anh chị xem, nói chung là mình học hỏi các nước bạn dạ. Và mình tìm hiểu là bước đầu mình không biết dạ. Thì bữa nay mình tìm hiểu hết rồi dạ. Mình tìm hiểu kỹ hết rồi là mình cũng không có lo lắng gì nữa dạ. Đó là các bạn nên yên tâm đây. Đó dạ. Nếu mà có trồng hạ đen thì các bạn yên tâm dạ. Không có sợ thiếu thuốc gì hết dạ. Hả, thắc mắc gì thì có thể liên hệ đến farm của mình và được con với ba là sẽ cực kỳ nhiệt tình và chia sẻ kinh nghiệm thôi ba ha. Đó. Nên là các anh chị đừng có ngại đó. Đây rất là đẹp luôn đó. Vậy ba dẫn các anh chị lên lại những cái hàm nho này, bốn hàm nho trên đây này đó là đây các anh đó, chị xem các bạn thấy rõ là không có GA3 là nó nhỏ trái hơn, nó hơi nhỏ hơn, ví dụ như cái kia nó được 10 thì cái này cũng được 8 thôi ba, là cũng đủ tiêu chuẩn á, nhưng mà nó vẫn chưa hoàn hảo lắm nên là bây giờ farm em đã thử nghiệm và đã tìm ra công thức hoàn hảo hơn đó để chia sẻ cho các anh chị. Bởi vì không chỉ riêng nghề làm nho mà tất cả các nghề luôn là mình phải luôn luôn tìm tòi và luôn luôn học hỏi để luôn luôn sáng tạo để tìm ra những công thức chuẩn hơn để cho nền nông nghiệp ở Ninh Thuận quê mình nói riêng và cũng như là ở cả nước mình nói chung sẽ phát triển một cách vượt bậc hơn ba ha. Đúng dạ. Đó mình làm coi như là đúng phương pháp dạ. Nước ngoài làm mình mới phát triển được dạ. Đó chứ mình không có tìm hiểu là mình không có nông dân mình không có phát triển được dạ. Đó thì xin chia sẻ các bạn vậy dạ. Đó, các anh chị hãy xem lại một lần nhé. Rồi vậy là chắc con nghĩ là cái GA3 đã tan rồi đó ba ha, nên là bây giờ mình tiếp tục các bạn là cái tôi là pha thuốc để nhúng dạ. Tại giờ này cũng trễ rồi, tầm 7 giờ hơn rồi. Nãy giờ là đây nè, GA3 nó đã tan hết rồi, tan hết rồi nha các anh chị, tan hết rồi. Đó bây giờ là các bạn là xem tôi là đổ cái gói đậu quả này vô dạ. Đó cái gói đậu quả là coi như là farm tôi đã cân hết rồi dạ. Cân liều lượng là đúng hết rồi dạ. Đó như một gói này là được 4 lít vậy, cứ một gói mình đặt giờ thì cứ pha 4 lít nước và cộng với GA3 như công thức chuẩn của farm em thì đảm bảo là xử lý cũng y chang như vườn nho em thôi, không có khác biệt gì hết đó. Đây là cái công thức mới hoàn toàn và đã được farm em áp dụng mới một tháng nay thôi nha các anh chị đó. Bởi vì trên thông tin từ các phương tiện thì nó cũng rất là nhiều thông tin và nhiều anh chị thì chia sẻ một cách khác nhau, thì biết rõ cái công thức nào chuẩn hơn thì chỉ còn cái cách cuối cùng là mình thử nghiệm mà thôi. Và đến đây thì hai ba con em đã thử nghiệm thành công rồi đó, và cũng muốn là sẽ nhanh chóng và sớm nhất để chia sẻ các anh chị đó, để các anh chị cùng biết và để cùng làm nho để cho đạt năng suất cao nhất và để tăng thu nhập kinh tế cho gia đình mình. Chú ý là phải pha điều hòa lên nhé, cho nó tan thuốc thì nó mới hiệu quả được. Đó, các bạn bỏ thuốc vô là phải quậy, dạ. Phải quậy cho nó tan ra. Ừ. Thì xin nhắc lại các bạn là nếu mà làm nhiều, nhúng hết thì các bạn cứ pha tiếp vậy thôi dạ. Đó pha tiếp cứ nửa viên với một gói là 4 lít nước thôi dạ, 4 lít nước đó.
Rồi, đã điều ra rồi. Điều rồi. Bây giờ các bạn cùng theo tôi ra dốc. Dạ. Việc pha chế thì phải đúng tỷ lệ nha các anh chị. Đó. Ví dụ như mà mình chỉ còn pha lợn một tí thôi thì nó có thể ảnh hưởng đến năng suất của một cả vườn nho cả nhà mình luôn. Nên là chú ý là pha mềm hướng dẫn như thế nào thì các anh chị cứ làm như thế là đảm bảo là chính xác mà thôi. Dạ, đây mấy cái dụng cụ mà tự chế của mình này. Đó. Sự việc làm dụng cụ tự chế nó cũng rất là tiết kiệm, rất là đơn giản thôi và an toàn đến môi trường nữa. Đó. Các bạn dùng đây. Cái chai này. Chai xịt tinh thôi. Chai nước ngọt có dạ. Xịt tinh đó. Đó, tùy theo giai đoạn bông thì bông nó nhỏ thì mình chỉ dùng cái này, còn mà đối với mà giai đoạn quả thì mình sử dụng chai Pepsi 1,5 lít đó là mình cắt ra là xử lý thôi. Bây giờ là xin cũng nhắc lại các bạn là những cái bông này. Dạ. Đó. Đây nè, ông ba lên đây. Những cái bông này là nó trổ hết rồi. Đi đó, rồi ông xem chọn những cái bông nào thích hợp đi. Đó. Đây nè. Đó, các anh chị chú ý. Là cũng chưa được. Chưa này các anh chị nha. Nó trổ dưới còn cái đuôi. Đây, còn cái đuôi này. Chưa đó. Được. Và nó vẫn đó. Còn những cái nhụy trắng ở trên này hả ba ha. Đó, còn dưới cái đuôi này, các anh chị thấy không? Đó là vẫn chưa được nha. Đó, đây là chưa được. Các anh chị đừng có nôn. Còn như cái bông này là được rồi. Dạ, rồi. Nó đã trổ hết rồi, nó trượng hạt rồi. Trượng hạt rồi này. Đó. Cái giai đoạn thời khắc này rất là quan trọng. Nếu mà mình nhúng sớm quá thì đậu rất là dày. Mà nhúng trễ quá thì nó rụng nhiều thì nó làm cái chùm nho xấu. Nên là mình chọn thời điểm cho nó hợp lý. Đây. Đây là cái chùm nho nó trổ đều hết là mình cứ xử lý thôi là được thôi. Cái này là nhúng được rồi. Dạ, đây. Đó, cái này nhúng vô. Đúng do ngập cuốn lấy ra. Dạ, cũng rất là đơn giản mà thôi. Vỗ vài cái cho nó rớt nước bớt. Dạ. Đó. Đó, mình đi xem bông có kinh nghiệm. Cái này là mấy cái này là được rồi. Đó. Đây các anh chị xem nhé. Đó, chờ bông chỗ đều rồi mình xử lý thôi. Đó, nên cái việc xử lý bông cũng rất là đơn giản. Đó. Đây. Đó. Và con thấy là có một số cái bông mà nó trước thì mình đã xử lý và nó đã thành công rồi nè ba. Đúng, đây. Cái này là tôi xử lý trước rồi. Các anh chị thấy không? Đó, nó, cái bông nào mà trổ trước thì nhúng trước. Nhúng trước. Đó, mấy này xử lý là nó đã tượng nè. Nó tượng quả thành công rồi là thành công rồi nè. Thành công rồi đó. Rất là đơn giản, chứ là xử lý sau 3 ngày, 2 đến 3 ngày thì đảm bảo là những cái chùm bông nó sẽ đậu quả thành công thôi. Chắc chắn 100% luôn. Đó, nên là các anh chị yên tâm. Nên là nhiều anh chị nói là việc trồng nho hại đen sao rất là khó thì nó cũng không đúng. Bởi vì cái này con xử lý rồi ông bà, nó đậu quả rồi, mấy cái này đậu quả hết rồi. Xử lý này, mấy cái này là em mới nhúng 2 đến 3 ngày này. Đó thì nó đã đậu quả tượng quả vậy là thành công rồi nè. Đó. Trời hơi nắng nên em quay lấy nét á. Cho các anh chị cùng xem nhé. Đó, đó các anh chị thấy không? Đó. Nhưng mà đảm bảo như farm em làm đã nắm được công thoát rồi thì đảm bảo là sẽ đạt 100% thôi. Chứ không có mà bông nào mà có hiện tượng mà bị rụng hay bị gì cả. Đó. Nhưng mà các anh chị hãy chú ý thêm á là trong một vườn nho thì sẽ có những bông mà nó sẽ ra trước, những cành mà những bông ra sau thì mình chú ý mình phải đi và mình phải nhúng từng đợt hơn ba ha. Đúng. Ừ. Phải nhúng từng đợt cho nho là nó không khó ra đồng loạt được. Dạ. Đó. Nếu mà nó ra đồng loạt thì mình tiện mình nhúng một lần. Dạ. Còn cái này nó ra cũng đây, cái này cũng đầu quả. Do nó thời tiết. Dạ. Có lần nó nước nhanh thì nhúng 2 đợt. Còn như cái đợt này lạnh. Dạ. Nó nước chậm. Nước chậm. Thành 3 đợt. Nhưng mà việc xử lý nó có phức tạp gì không ạ? Mình đi từng đợt nó có gây phức tạp hay là khó khăn gì cho mình hay không? Không, các bạn chú ý là được. Dạ. Đó, các bạn cứ nhìn cái bông mình làm quen rồi là mình nhìn cái bông là mình biết liền. Dạ, như mấy đó. Cái này nè ba, đây thấy không, là con vừa mới nhúng cách đây 2 ngày thôi đó. mà đây đây nó đã đậu quả hoàn thiện luôn nè. Mình không đó. Biết được thấy không, nhìn đó. Vô là thấy liền cái trái nó bự hơn liền. Nếu mà đó. Mình nhúng đợt trước đó. Là trái nó lớn liền chỉ cần 2 đến 3 ngày thôi nó sẽ lớn và nó có rất là hiện tượng là nó dai liền đó. Mình búng nhẹ cảm giác bông nào mà mình xử lý hay không xử lý, mình chỉ cần búng nhẹ thôi, cái nào mà nó rụng đang rụng nhiều này đó thì là mình chưa xử lý. Còn đây này các anh chị thấy không,
búng vô nó rất là chắc rồi, nó là dữ rồi. Thế đó là đã nhúng, đã nhúng rồi này đó, hiện tượng quả nó đã hình thành rồi này. Mình đó biết liền. Dạ. Chứ không có lộn được. Dạ. Đó, còn những cái này là chưa. Chưa, mình búng vô là nó khét liền. Đó. Đó. Nhúng thì bây giờ mình nhúng. Dạ, đó. Đây này, đây là chùm nho đã được farm em cũng xử lý này. Trái nó lớn và nó xanh rồi này, các anh chị thấy không? Rất đơn giản luôn, chỉ cần theo đúng thì công thức của em với ba em thực hiện thôi, làm theo y chang thì đảm bảo là nó sẽ thành công mà thôi. Đây là những cái bông đã trổ đều nha các anh chị. Đó, mình chỉ cần làm chừng gần một mùa thôi, một mùa là mình cũng đã biết mình xử lý rồi. Đó. Vậy là lưu ý là trước khi nhúng bông thì quá trình theo nước và bón phân của mình cũng như thế nào thì ba chia sẻ thêm. Tại con xem thì cũng chưa có nhiều cái hướng dẫn chia sẻ và chuẩn và hay là chi tiết và cái việc xử lý trước khi mà xử lý nho là mình sẽ bón phân và theo nước như thế nào thì ba chia sẻ thêm cho các anh chị cùng biết được không ba? Thì bây giờ xin chia sẻ các bạn là kỹ luôn. Dạ. Các bạn phải chú ý. Dạ. Đó là trước khi nhúng bông, đó nhúng bông mà nhúng GA3 hoặc đậu quả. Dạ. Đó thì các bạn nên theo nước. Dạ. Đây. Bón phân trước. Các chị chú ý nha. Theo nước bón phân là chiều qua. Đây. Hàm còn ướt và đây là cái phân màu tím là con thấy như là NPK tím của Mỹ 20-20-15 phải không ba? Đúng. Là thường thường là nho mà làm bông với dạ lại đen đen cái tuổi nó đen đậu quả lớn trái. Dạ. Thì tôi hay thường xài phân này. Dạ. Đó, phân này nói chung là nó cũng đẹp. Dạ. Đó, tôi xài tôi thấy đẹp. Dạ. Đó. Các anh chị hãy chú ý nha, cái nguyên tắc chính mà lưu ý này mà nhiều anh chị không có biết là làm cho cây nho của mình bị ảnh hưởng này, có thể là ảnh hưởng là quả nó không đạt năng suất và cái cây của mình bị suy luôn đó, bởi vì mình khi mà mình xử lý hai cái hồi chót này GA3 cộng với đậu quả là nó làm cho giống như là nó hút chất dinh dưỡng á để nó nuôi quả, nên nó sẽ làm cây nho của mình cảm giác nó rất là bị đói đó. Mà nếu mà mình không có chú ý hay là mình cũng không biết luôn á mà mình để nho mà chỉ cần khô và mình xử lý trong nó 2 ngày thôi là đảm bảo là cái cây nho của mình là cái bông nho tỷ lệ nó đậu quả nó rất là dở đó. Và farm em là cũng đã bị trải qua cũng 1-2 vụ như vậy rồi đó, nên là rút được cái kinh nghiệm xương máu đó. Đến lần đây là lần quyết định thì farm em tìm hiểu kỹ hơn đó, càng nhiều lần mà thất bại thì làm động lực để farm em có thêm nhiều tìm hiểu kỹ hơn về những thông tin kỹ thuật và có nhiều sáng tạo hơn để giúp cho vườn nho của mình càng ngày nó càng phát triển hơn. Và đến hôm nay thì có thể nói là cũng nắm được quy trình là cũng trên 90% rồi. Bây giờ chỉ còn thực hiện và chờ đến ngày thu hoạch để quay video chính xác về cái vườn nho chính, về cái kích thước quả này và cái độ năng suất để cho các anh chị cùng xem đó. Và các anh chị hãy chú ý nhé, em xin nhắc một lần đó là thường là chỉ em thấy là nhiều cái kênh chỉ hướng dẫn là cái cách xử lý đậu quả thôi mà không có lưu ý các anh chị là trước khi xử lý đậu quả là mình phải bón phân và theo nước nhé. Đó, đây nè, được farm em đã được vườn nho này thì farm em đã xử lý nhúng xử lý bón phân và theo nước cách đây là chiều hôm qua, thì đảm bảo thì khi mình xử lý vào á thì là vườn nho nó đủ chất dinh dưỡng để nó nuôi giúp cho cái vườn nho của mình đậu quả một cách hoàn thiện nhé. Vậy thì video của hai ba con mình đến đây là cũng đã chia sẻ đầy đủ rồi. Cũng xin hẹn gặp lại các chị ở những video tiếp theo nhé. Và sau video này thì em với ba em sẽ bắt đầu quy trình nhúng bông từ ở phía dưới lên trên theo cái công thức đã được chia sẻ cho các anh chị. Vậy con thay mặt các anh chị cảm ơn ba rất là nhiều đã có một buổi chia sẻ cực kỳ tận tình, gửi đến cho các anh chị yêu thích và đam mê cây nho được biết thêm nhiều kinh nghiệm hay và kỹ thuật nhúng xử lý đậu quả đối với vườn nho Hà Đen nha mình. Bây giờ là
cũng giai đoạn này là cũng tôi cũng chia sẻ cho các bạn kỹ, kỹ rồi. Dạ. Thì thôi là các bạn có mà nho nào mà đen trổ như tôi thì làm theo cái phương pháp này là đúng hơn. Dạ. Đó. Thì thôi đến đây cũng xin chào các bạn và các anh chị. Dạ. Đó. Hẹn lại những cái video sau. Dạ. Đó. Thôi xin chào các bạn. Dạ rồi. Xin chào bạn. Vậy video của em đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị những video tiếp theo nhé.